Được rồi. chào anh chị các bạn nhé. Thì ngày hôm nay em Chung lần sóng được cô chú anh chị một cặp sống sinh. Đó, thì em này là một một em là đời 2000, một em là đời 207. Cô chú anh chị nhé cái xe nó đẹp mức độ như thế nào? từ ngày hôm nay cô chú anh chị mình cùng theo chân em Chung. Đây thì à, bản thân của em nó là Toyota Corolla thì cái dòng này nó siêu tiết kiệm, siêu bền sau lần và siêu hiếm cô chú anh chị. Đây cái xe nó đẹp hay không thì tất cả cái anh chị mình cùng theo chân em Chung. Tại vì ngày hôm nay em Chung đang có hai hai con này cô chú anh chị nhé. Thì à, lên cho cô chú anh chị mình lựa chọn của anh chị. Đây một em này đời 2000 và em em kia thì ở ngoài kia thì à, à, đời chín đời 97 cô chú chị. Đây. À, băm vỏ lốp này, Rồi anh chị thấy không? Nhìn đẹp chưa? Được cái dòng này nó tiết kiệm nhiên liệu và nó bền lần. Được kiểm em nó tháng 8 năm 2024. Đây cái xe nó đẹp hay không thì à, anh chị lướt sơ cái phần nội thất của em nó này. Đây, từ những cái bi dành cho cô chú anh chị mình về chơi thôi nhá. Đó. Được cái thì bền lần, tiết kiệm cô chú chị. Đây thì uh, xe này thì mới ủy quyền cặp đầu tiên của cô chú anh chị mình đây vậy em chung sẽ lướt sơ một vòng với cô chú anh chị mình luôn đây và đặc biệt thì em chung sẽ coi xem là cái em nữa là em này đời 2000 cô chú anh chị mình nha máy 1.6 à, được cái cái dòng này nó tiết kiệm nhiên liệu bền quý anh chị cái dòng tô ta này bởi vậy tại sao anh chị đâu từ xài bao nhiêu năm tháng mà quý anh chị nào đang còn cái bộ nỉ này, này xanh rờn mát rượi đó anh chị thấy không? tất cả các chức năng đang đều hoạt động có máy nổ êm ru quý anh chị nha đây chẳng hạn như cô chú anh chị mình ở xa thì mình coi hết video, anh chị mình ở gần thì mình lên tới tận nơi, mình coi, mình chia sẻ, mình trải nghiệm tất cả cái mẫu xe cực kỳ là đáng yêu cho cô chú anh chị. Đây, thì ngày hôm nay cô chú anh chị mình cần biết thêm chi tiết, chẳng hạn như là uh, xem hết cái video quý anh chị nha. Đây và đặc biệt quý nhìn này, đây thì uh, uh, bộ mâm này, vỏ sau của em nó này, đây quý anh chị uh, tiếp tục. Uh, cụm đèn cái dòng này nó được cái là nó uh, đây và chúng sẽ mở luôn và uh, cốp chiếc À, trước sau và cái phần nội thất này anh chị mình muốn yêu cái vẻ đẹp muốn sưu tầm những cái dòng mà khủng này của anh chị nha đó thì liên hệ em chung với anh chị đây cái vô lăng anh chị thấy theo thời gian là 5 tháng từ bao nhiêu năm nay anh chị thôi vẫn còn đẹp đó Táp bi này tất cả cái máy thì riêng xe này thì uh, máy thì anh chị không cần suy nghĩ đâu máy thì thì tầm một xuân luôn cái dòng này nó tiết kiệm bền lằn và các đặc biệt cô chú anh chị biết sao nó 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 cái máy nó êm lắm đây từ những cái cột kèo nhưng mà để tìm cái dòng này mà à, chút xíu nữa quý chị nhá nó có hai con quý chị em chúng sẽ quay luôn cái em là cũng cùng màu luôn đó dành cho cô chú anh chị lựa chọn quý chị này à từ những cái mặt lại cái năng anh chị thấy không cái máy nó nổ rất êm anh chị đứng ngoài hầu như không nghe tiếng máy nổ luôn đó. máy nó nổ phải nói là ở đây cô máy của em nó anh chị thấy chưa dây cura đang quay này đó tất cả cái từ hầm máy này cái dòng này thì bởi vậy nó bền nó lành vô đối từ xưa tới giờ của anh chị này để mà tìm mà một cái mẫu dành cho anh chị về chơi sưu tầm chơi hoặc là gọi là cái chuyện chơi thì một phần thôi nhưng mà được cái là của chú chị mình biết không kinh tế kinh tế tiết kiệm của anh chị bền lành của anh chị vô đối luôn xe này thì vừa mới ủy quyền tập đầu tiên của chú chị đây chúng sẽ mở luôn cái phần cốp sau anh chị là cái máy nó đang nổ nhưng mà thật sự mà khi mà anh chị đứng ngoài hầu như không nghe tiếng máy nổ luôn, đó máy nổ rất êm. Nè. đây phần uh, cái phần cốp sau quý anh chị này, đó được cái rộng rãi cái dòng Toyota này thật sự là để mà nó bền nó lằn từ xưa như anh chị từng tất cả cái nó đóng có đóng dấu tất cả cái Toyota hết của chúng chị mình. À uh, uh. cái dòng này bản thân của em nó bản thân từ xưa đến giờ chạy nó rất là lằn à và tiếp tục đây thì uh, à đằng bên đây này chúng đang còn một em uh, biệt số lâm đồng của chú chị mình nha đó Nước sờ vòng em này thì đời 97 bảy đó cực kỳ đáng yêu cho cô chú chị mình đó hết đăng kiểm, bao đăng kiểm mới đăng đăng kiểm này em em nó thì vừa mới đăng kiểm ngày hôm nay luôn cô chú chị mình ai rất sờ mỏng cái phần nội thất cho cô chú chị mình luôn đó em này thì uh, nó là đã được bọc ghế da rồi em nó được trang bị màn hình rồi cô cô chú chị mình bi này tất cả cái cửa nẻo thì chắc nực đây anh chị thấy chưa yêu chưa cực kỳ đáng yêu giá cực yêu thương cô chú chị mình nha đó số Lâm Đồng quý chị. Thì em Trung đang còn hai em thì anh chị cứ lựa chọn cái con nào thì cũng ok hết cô chú chị mình nha. Giá cực kỳ yêu thương. À, cái máy của em nó thì lên cái xe này thì bởi vậy uh, miễn bàn rồi cô chú chị mình. Nhưng mà em Trung vẫn thích cái xe là có cái dàn nỉ dạ. Tại vì uh, đây, vô lăng này. Cái vô lăng này bản thân của em nó là không phải vô lăng này cô chú chị. Do gia chủ trước là đi thay cái vô lăng khác rồi. Đó, các chị nha. Chứ không phải cái vô lăng này đâu. Màn hình Android này, đó. Và đây thì em Trung sẽ đổ luôn cái phần máy và bạn nào cũng quay thì quay cho hết chi tiết luôn cho cô chú chị mình nha thật sự là rất nhiều người quý anh chị đó để mới đi tìm đi săn lùng những cái mẫu xe như này này máy em này thì uh, tất cả xe cái này thì đó hai cái quý anh chị nha Đây vô lăng em này là đã được lên một cái vô lăng khác rồi chứ không phải cái uh, giống cái vô lăng kia này màn hình android đó trần của em nó tất cả cái rất đẹp của chú chị mình nha thì rất nhiều anh chị hỏi chung là cái mẫu xe này đó À, sau ý là không thấy bán và cũng gọi là không thấy um, cái, uh, cái 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 gọi là cái cái um. uh, trình cửa hàng đây thì em chúng sẽ mở luôn cái phần uh, cabo cho cô chú chị mình đằng nào thì cũng quay thì cái máy của em nó thì riêng cái dòng tota này cái nó rất bền quý anh chị và đặc biệt cô chú anh chị biết sao mà tiết kiệm nữa máy em nó chỉ một trăm sáu thôi quý anh chị hai cái màu đây hai cái máy của em nó này tất cả cái này anh chị này Tôi đáng yêu chưa cực kỳ đáng yêu cho cô chú anh chị mình nha đó hai em đó đây là ngày hôm nay thì bởi vậy tại sao chúng ta nói là một em 79 và một em uh, 49 5 đồng hai em gặp gỡ nhau cô chú chị mình nha đó thì thật sự anh chị muốn quan tâm mẫu xe này hai xe quý anh chị nha thì anh chị cứ liên hệ à, em trung số điện thoại của em trung có để trên phần tư liệu mô tả thì xe này em nói thì à, uh, đăng kiểm à, uh, tới tháng 5 đó. tháng mùng 1 tháng 5 năm 2000 là mùng 1 à, tháng 1 năm 2025 cô chú chị nhé đó thì uh, trên cửa hàng cũng còn vài cái mẫu xe anh chị cứ gần quan tâm gỗ xe nào đó cứ chụp hình tại qua zalo chăm chung nhé đó thì thôi uh, cuối video chăm chung kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo đó anh chị đang cũng còn tràn lan những mẫu xe